mà đựng bên trong là đồ ô uế mà. Chắc chắn quý vị không bao giờ nghĩ tới cái điều này. Nhưng mà Đức Phật nói là bây giờ mở toàn cái thân chúng ta ra rồi, quý vị thấy nó thế nào? Ta nói có một lớp da bọc bên ngoài thì coi nó được đó, rồi thêm một cái áo ở bên ngoài nữa thì coi nó được đó. Nhưng mà mở toàn nó ra hết thì chúng ta biết bên trong nó là cái gì. Cho nên bảo rằng cái túi da đựng đồ ô uế. Mà chúng ta nghĩ nó mang hết tất cả những cái túi da đựng đồ ô uế này, chúng ta đem chất vô một cái nhà nữa, thì cái nhà này nó ra làm sao? Đấy. Đó là cái điều mà chúng ta suy nghĩ để chúng ta đọc. Thế nên là một cái nghĩa địa, phải không? Là một túi da đựng đồ ô uế. Cho nên lúc bây giờ đã tan chay, có nghĩa là ta cải táng lần cái nghĩa địa này. Ta cải táng thì tất cả những cái hài cốt này ta đem đi chỗ khác hết đi. Mà ta bắt đầu nuôi nó vô bằng những cái thực phẩm trong sạch hơn, rau quả thôi. Cho nên cái người chúng ta nó nhẹ lần, người chúng ta nó nhẹ lần, từ cái chỗ nhẹ lần này nữa mà chúng ta mới quan hệ được với thế giới thần linh. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên khi ta quan hệ được cái thế giới thần linh ấy, chúng ta thấy tâm hồn mình nó nhẹ, mà tâm hồn mình nhẹ đó thì mới quan hệ được bên kia. Còn cái tâm hồn mình mà trược ác nhiều quá đó, thì thường thường ấy, nếu mà ta có quan hệ được ấy, là ta quan hệ với ma quỷ nhiều hơn. Ta nói ma quỷ là ăn đồ huyết nhục, cho nên thậm chí ăn thay chết, phải không? Cho nên nếu mà trên bước đường tu của chúng ta đó, chúng ta từ cái chỗ tịnh hóa con người ta như thế, mà khi tịnh hóa con người chúng ta đó, thì quý vị nghĩ sao? Ta nói trong con người này á, nó còn có cái mối quan hệ tới cha mẹ ta, tới ông bà chúng ta, tổ tiên chúng ta, mà tất cả những người này đó là những người chết rồi. Ta nói tất cả những người này là những người chết, mà họ chết ở trong mọi cái hoàn cảnh khác nhau hết. Có người chết tốt mà có người chết không tốt. Có người chết mà đầy những cái oán hận ở trong lòng rồi chết đi. Cho nên hãy tất cả những người thân chúng ta mà chết ở trong cái hoàn cảnh không tốt, chết mà còn mang những cái hận thù nữa, thì khi quý vị nghĩ tới họ nữa, quý vị cảm thấy đau khổ. Ta nên cảm thấy đau khổ nhé. Ta nên giữa họ với ta nó có cái mối quan hệ đó, mà tất cả những cái quan trái của họ tạo nên ấy, cái này tác động vô ta. Ta nên khi mà tu hành ấy, thầy có cái cảm giác này. Ta nên khi mà mới tu, thầy thường có cái cảm giác giống như này. Tất cả những người thân của mình, ông bà mình, tổ tiên mình, cha mẹ mình, bạn bè mình, tất cả những người mà họ đã chết rồi, chết trong chiến tranh, chết trong đau khổ, mà hãy khi nghĩ tới họ nữa, mình cảm thấy nó đau nhói trong lòng mình, phải không? Tại vì cái nghiệp tất cả như vậy. Nhưng mà tu để trả ơn, tu để báo ơn, cho nên khi đó nữa, thầy mới đem kinh lên bàn Phật mà ngồi đó để mà đọc, mình tụng, mà tụng bằng tiếng ở bên ngoài, mà tụng ở trong tâm của mình. Cho nên thầy có cái cảm giác tất cả những người này họ đều nghe kinh. Tại vì họ tới với mình thì mình có cái mối quan hệ đó, cho nên họ tới với mình họ mới nghe mình tụng kinh. Mình tụng bằng cái tâm, cho nên họ cũng nghe bằng cái tâm của họ. Ta nên nghe bằng cái tâm của họ, cho nên nó hóa giải cái nghiệp của họ lần đi. Nên này ta gọi là tu để trả ơn. Ta nên ta tu để ta trả ơn, hóa giải được cái nghiệp. Nên lần đầu tiên thầy ngồi tụng kinh một mình, nhưng mà sao thầy có cái cảm giác như là chung quanh mình quá đông người. Tất cả các Phật tử khi mới tu có cảm giác vậy. Mình ngồi một mình nhưng mà có cái cảm giác như là chung quanh mình có rất nhiều người. Cho nên có rất nhiều người, cho nên lúc bây giờ đó mình mới đọc cái câu gọi là tất cả muôn loài đến nghe kinh, phải không? Tất cả muôn loài đến nghe kinh này.
Cho nên ta tụng ở đây, mà ta nghĩ chung quanh chúng ta có nhiều người, có những người ở trên mặt đất, có những người ở trong hư không. Tất cả những người này tới nghe kinh ta tụng, họ cùng tụng với ta, ta tụng bằng cái tâm, cho nên cái tâm ta với tâm họ thông nhau. Do đó mà họ tụng được cái kinh của Đức Phật, họ hóa giải được cái nghiệp của họ, do đó mà họ nhẹ lần. Cho nên nghiệp của họ nhẹ lần thì nghiệp họ không còn tác động tới cho ta nữa. Cho nên mỗi khi mà chúng ta có cái cảm giác nghĩ tới họ mà chúng ta thấy tâm mình nó không còn đau khổ như trước nữa, thì đây chúng ta biết được cái người thân này của chúng ta đã nghe kinh và đã siêu thoát. Cho nên tháng 7 mà quý vị đi về chùa lại Phật nghe kinh, thì ở trong lúc đó mình mang hết cả những cái người thân của mình cùng đi theo mình đi về chùa. Tất cả những người thân của mình họ cùng đi theo mình, họ đi về chùa. Rồi đó, cái người mà quán thù với mình họ cũng theo mình, họ đi về chùa. Cho nên khi mà mình tụng kinh thì quý vị nghĩ sao? Mình mới cầu nguyện những người thân với mình được siêu thoát, nhưng mà những người thù hận với mình cũng được siêu thoát. Tất cả đều được siêu thoát hết, tại vì họ đang có đây mà. Mặc dù họ bực bội mình, tại vì do bực bội cho nên họ đi theo mình, phải không? Nên có nhiều người đó tới thưa với thầy, nó còn có cái cảm giác như có cái vong nó đi theo con thầy. Cho nên thầy mới bảo rằng quý vị có cái cảm giác có cái vong đi theo nữa, thì chính cái cảm giác này là có thiệt đó. Tại vì có một người đi theo mình nhưng mình không thấy họ bằng mắt được, thì đây là người vô hình rồi. Cho nên trên bước đường tu đó, chúng ta nhạy cảm một chút ta nhận ra được. Tự nhiên ta có một cái cảm giác là có một người nào đứng sau lưng chúng ta, phải không? Người đó là người vô hình, là ma. Mà cái người đó họ tới, họ đi theo ta để ủng hộ ta không có, mà vì hận ta mà đi theo ta không có. Đây là trên cái bước đường tu. Vì họ hận ta mà họ đi theo ta, họ thương ta mà họ đi theo ta. Cho nên những người mà thương ta đi theo ta nữa, thì những người này kết quả sớm hơn. Tức là họ nghe kinh, họ nhìn, họ thấy cái sự tu hành của chúng ta nữa, mà họ hoan hỷ, họ được giải thoát trước. Rồi tới những người mà vì họ ghét ta, họ oán ta mà họ tới, thì bây giờ họ tới với ta để làm gì? Họ ức, họ tới. Họ tới thì cốt để họ tìm những cái lỗi của chúng ta để mà họ chỉ trích, họ phê phán, phải không? Đây là những người xấu, những người ác. Cho nên họ tới, họ cố, họ tìm. Nhưng mà họ tới với ta đó, họ cứ họ thấy chúng ta tụng niệm, chúng ta lễ bái, chúng ta cầu nguyện. Mà ở trong lúc đó chúng ta có một cái tha thiết cầu nguyện cho họ. Tha thiết cầu nguyện cho những người nữa mà họ thù nghịch với ta nè. Thì những người mà họ thù nghịch với ta, họ nghĩ rằng họ ghét ta mà ta không ghét họ, họ ghét ta mà ta vẫn cầu nguyện cho họ, thì lần lần nữa họ cũng hóa giải được cái quan nghiệp này. Tức là họ cũng không còn thù hận chúng ta nữa, phải không? Cho nên tự nhiên họ đã hóa giải. Thì cái khi mà có một người nào thù hận với ta mà họ đã hóa giải được cái quan nghiệp của họ, họ bỏ cái này đi, thì quý vị thấy trong lòng của mình cũng nhẹ nhõm, phải không? Thành ra trên cái bước đường tu hành đó, nếu khi mà quý vị yên lặng lắng lòng xuống đó, thì sẽ nhận ngay được cái này. Chúng ta cảm thấy lòng chúng ta nặng trĩu hay là chúng ta thấy lòng chúng ta nhẹ nhõm? Cho nên khi ta làm được một việc gì tốt mà cho người hoan hỷ nữa, thì ta thấy lòng chúng ta nhẹ nhõm không? Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên khi chúng ta đi chùa thì ta mang hết tất cả những cái người thân ta tới, những người oán chúng ta tới, rồi ta ngồi ta tụng kinh, thì những người này cũng ngồi chung quanh chúng ta đã nghe. Cho nên khi mà họ nghe được, ta hiểu được, thì họ cũng hiểu được. Họ hiểu được, họ làm cho ta hiểu được. Đây là trên bước đường tu.
Cho nên trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra được ngay này. Mà thầy đó là thầy nhận ra cái này sớm. Nên nó có những cái bài kinh mà rất khó. Nên là thầy đọc nhưng mà thầy không hiểu. Nên đột nhiên đó, thầy hiểu. Thầy hiểu cái này là thầy biết ngay nữa. Đây là những người vô hình nhắc cho mình. Cho nên những người vô hình nhắc cho mình, họ hiểu trước rồi đó. Họ nhắc cho mình, nhắc vô tâm mình, cho nên tự nhiên tâm mình sáng lên mà hiểu được. Ta tụng cho những người thân chúng ta nghe và hiểu. Những người thân chúng ta hiểu đó, họ tác động vô ta. Còn trong lúc mà quý vị đọc tụng kinh đó, chính mình không hiểu, chính mình không hết lòng, hay là thậm chí đó, mình muốn tụng cho tất cả những cái vong linh này nghe, mà những cái vong linh này nó không chịu nghe, phải không? Quý vị lắng lòng chút là nhận ngay cái này, nó không chịu nghe. Cho nên mình ăn chay, mình cũng muốn cúng đồ chay nữa, nhưng mà nó cũng không muốn ăn, phải không? Nó không muốn nghe, nó không muốn ăn. Đây những cái vong linh nó kỳ khôi như vậy đó. Tự nhiên vậy. Thì lúc đó chúng ta cảm thấy tâm chúng ta toán loạn, tâm chúng ta hơi bực bội. Tại sao vậy? Cái bực bội của các cái vong linh đi theo chúng ta này, nó tác động vô, nó làm ta bực bội, nó làm cho ta rối loạn đi. Thành ra ta tụng nhưng mà lúc đó ta có cảm giác như là ta không hết lòng. Thế tất cả mọi người Phật tử ta đây đều có tụng kinh hết. Cho nên nó có những cái thời kinh mà chúng ta thấy tâm chúng ta thanh tịnh, mà có những cái thời kinh đó, tâm chúng ta không thanh tịnh. Cho nên thời kinh nào tâm chúng ta thanh tịnh thì chúng ta sẽ tiếp nhận ngay được cái điều đó. Ta biết đó, tất cả những người tới nghe kinh này họ đồng tình với ta. Còn ngược trở lại đó, khi mà tâm chúng ta rối loạn thì ta biết đó, tất cả những cái người mà tới nghe kinh với chúng ta đây đó, ta dắt họ tới đây đó, họ không có muốn nghe, họ không muốn vô. Cho nên lúc đó họ cứ kéo ra thôi, phải không? Cho nên ta tụng nhưng mà ta rối loạn. Cho nên thầy nói ví dụ như bây giờ nếu quý vị đó, có một người bạn đi chùa với mình, cho nên mình dắt được người bạn đi tới chùa đấy. Nhưng mà bây giờ đó, mình vô mình lại Phật, cái người bạn đó ngồi trước chờ, phải không? Nó chờ mình lại Phật rồi đó, ra là đi chơi. Đấy có chứ, nó ngồi nó chờ. Nhưng mà nó ngồi ngoài nó chờ mình lại xong để ra đi chơi, mà nó thấy mình lại lâu quá, mình tụng kinh lâu quá đó, ở ngoài nó bực bội, phải không? Thành ra nó bực bội, nó tác động qua mình, nó làm cho mình không thanh tịnh. Cho nên nó có thể mình bỏ cuộc mình đi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái tác động vô hình, cái người sống cũng vậy, mà cái người chết cũng vậy. Cho nên khi mà ta kéo hết ông bà tổ tiên với ta, bạn bè chúng ta đó, nó đồng tình với ta nữa, thì cái chuyện tu ta trở thành dễ. Ta đã trở thành dễ, cho nên ta tu ít mà ta được kết quả nhiều. Tu ít kết quả nhiều, tức là kết quả cho những người kia. Cho nên những người kia họ cũng nhẹ đi, họ nhẹ nghiệp đi, thì họ không còn tác động qua ta nữa. Tức là họ đồng tình được với ta. Cho nên bây giờ ta nhờ cái trợ lực đó, ta nhờ cái trợ lực đó đó mà trên bước đường tu chúng ta đó, sẽ có kết quả nhiều. Rồi đó, cái khi mà những người này họ trợ lực rồi sao? Ta nên những người vô hình này họ cũng muốn đi chùa, họ cũng muốn tụng kinh. Cho nên có một số Phật tử rơi vô trong tình trạng này. Ta nên tới thưa với thầy, nói thế này: ở chùa Ấn Quang đó là 5 giờ sáng tụng kinh, mà nhà con ở tận trên Gò Vấp, xa quá, đi đường thì sợ, cho nên có bữa con không muốn đi, sợ, sợ đó, không muốn đi. Nhưng mà không đi thì không được, không đi thì thấy trong lòng mình nó bất an, và không đi đó thì cái ngày đó làm việc không tốt. Cho nên lúc bây giờ nó cũng phải đi. Ấn Quang tụng 5 giờ thì kia 4 giờ họ phải đi, đi xa mà đi ban đêm sợ. Thì bây giờ các vị nghĩ sao? Thầy nói đó, như vậy đó là những người mà đi theo Phật tử đó, là những người đó họ đốc thúc mình,
Họ thúc mình đi nghe đi chùa chứ. Ta nên mới có 3 giờ sáng nhưng mà nó dục mình phải thức dậy để sửa soạn đi, phải không? Mà không đi nó không chịu. Cho nên những người này dễ tu hơn. Tức là được những người thân vô hình của mình tác động vào. Những người này muốn tu, muốn nghe kinh. Cho nên những người này đã không tu cũng không được. Nên những người này phải đi tu thôi. Cho nên như thầy đó là phải đi tu thôi. Cho nên phải đi tu, phải tụng kinh, phải lại Phật thôi. Nếu không làm như vậy đó, thì những người này họ không bằng lòng, họ không vui. Cái kinh nghiệm thầy đó thầy thấy rõ. Cho nên thầy nói với các Phật tử đó, thầy nói như vậy đó thì quý vị tu nó có kết quả, nó tốt đó, nên đi. Tại vì đây mình có những người thân với mình mà họ đồng tình với mình, cho nên mình tu như vậy đó để hóa giải cho họ, và tu như vậy đó họ cùng tu, tu như vậy đó trên đường đi của mình được những người này che chở, những người này hộ niệm cho mình chứ. Thành ra tự nhiên mình có một sức mạnh không? Cho nên tất cả các Phật tử cái khi mà mình đi tu nữa, có cái cảm giác hai hướng như thầy nói nữa. Cái hướng thứ nhất là mình đi nhưng mà làm như có một cái gì đó mà ngăn cản không cho mình đi. Cái thứ hai đó, mình không muốn đi nhưng mà có cái gì đó nó thúc mình phải đi, phải không? Ta biết cái người có căn tu với cái người mà có nghiệp ác, hai này khác nhau. Cho nên cái lực vô hình này nó thúc mình đi tu, đi tìm đạo, mà mình không biết đạo ở đâu. Chính cái này là điểm quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu đó, các Phật tử nghiệm xem. Nếu mà ta làm được như vậy đó thì cái này trả ơn. Cái ơn này là gì? Ơn thứ nhất là cha mẹ ta, ông bà ta, tổ tiên chúng ta cùng với ta tu hành, cho nên họ được hóa giải. Cái thứ hai đó là tất cả những người thân với ta, rồi tới người quán ta, họ cũng đều đi theo ta, họ cùng tu hành, họ được giải thoát. Cho nên ta làm cho họ được giải thoát, đây là ta trả ơn. Nên đây ta gọi là tu để mà trả ơn. Nên tu để mà trả ơn là như vậy, ta làm cho họ giải thoát. Nhưng mà ngược trở lại đó, khi quý vị tới chùa tu, mình cũng đi chùa vậy, nhưng mà tâm của mình nó rối loạn, là nó bị những người này tác động. Cho nên lúc đó những cái người của nhóm A này đó, một người nhưng mà đằng sau lưng họ có một nhóm gọi là nhóm A này, phải không? Tác động của họ. Cho nên cái nhóm A này nó nghịch với nhóm B. Ta nên cái người thuộc về nhóm B này đó, hai cái này nghịch nhau, cho nên bây giờ gặp nhau đó, này nó tác động qua. Cho nên nó tác động qua, cho nên nhiều khi mình cũng muốn tu, mình không muốn giận, mình không muốn buồn. Nhưng mà cái gì ở trong lòng mình đó, nhìn thấy cái bà này đó mình không ưa được. Nhìn thấy cái bà này thấy là nổi giận rồi, thấy là ghét rồi, phải không? Thấy là muốn đánh bà một cái, phải không? Mà bây giờ ngồi ở trong đạo tràng rồi đó, chẳng lẽ mình đánh. Cho nên thôi lấy cái tay thúc nhẹ bà một cái đi, phải không? Để cho hả cơn giận biết cái này là ai, cái nhóm mà vô hình này. Thế nên trên cái bước đường tu hành, nếu mà trong cái trường hợp như vậy đó, thì bây giờ đó, đầu tiên đó, chúng ta kìm cái nhóm của ta trước đó. Ta kìm cái nhóm của ta đây, tức là ta nhiếp tâm, ta niệm Phật, ta nhiếp tâm, ta tụng kinh, phải không? Thì cái nhóm này nó yên xuống này, ta được một cái cho nó yên xuống này. Thì cái nhóm mà chung quanh ta đó, nó thấy ta quyết tâm ta tu như vậy đó, cho nên nó cũng ủng hộ cho ta thôi. Nó cũng quyết tâm theo ta. Mà khi nó quyết tâm theo ta đó, là tại vì ta mới thấy được cái người kia ta nổi giận. Nhưng mà bây giờ ta đã quyết tâm tu rồi, cho nên trong tâm chúng ta đó, ta đang nghĩ tới Phật, trong tâm ta nghĩ tới kinh. Cho nên tất cả những cái người mà thuộc về nhóm A mà quán hận cái nhóm B kia đó, nó lại cũng không thấy cái nhóm B mà nó lại thấy Phật và nó nghe kinh. Cho nên nó quá giải. Do đó mà chúng ta thấy cái tâm chúng ta yên đi. Thế nên các Phật tử đi chùa rồi đó, thí nghiệm thấy cái này rõ lắm.
Nếu mà trong lúc ta dùng mắt để ta thấy cái người B kia ta không ưa, thì tất cả những người vô hình này cũng tác động làm cho chúng ta nổi giận lên thêm. Nhưng mà khi ta nhiếp tâm lại đó, ta niệm Phật, có nghĩa là trong tâm ta thấy Phật, mà trong tâm ta không thấy người B nữa, không thấy cái người đối thủ của ta nữa. Cho nên lúc bây giờ đó, những người mà trong cái nhóm của chúng ta đó, nó cũng thấy Phật. Hãy ta thấy Phật thì nó thấy Phật, mà ta thấy cái đáng ghét thì nó không thấy cái đáng ghét. Cho nên bây giờ ta thấy Phật, do đó mà cái nhóm người của chúng ta đây nữa, nó cũng phải thấy Phật. Ta nói ta đọc kinh, cho nên cái nhóm của ta nó cũng đọc kinh. Cho nên lúc bây giờ đó, nó mới lắng xuống, nó chịu tu hành. Thì như vậy ta được giải thoát. Cho nên Thầy bảo tất cả các Phật tử tu hành thì đi vào ở trong chùa đó, chỉ ngó thẳng phía trước và ngó xuống, mà trong tâm chúng ta nghĩ tới Phật thôi, chứ ta đừng nghĩ tới người này người kia, để rồi đó chúng ta sẽ buồn phiền, phải không? Đó là một cái cách tu mà để chúng ta hóa giải. Nếu làm được như vậy đó, thì cái thứ nhất là ta trả được cái ơn của cha mẹ ông bà. Thứ hai là chúng ta trả ơn được tất cả những cái xã hội, ta gọi là ơn xã hội. Tức là ta trả được hai cái này chứ. Mà chính trong lúc chúng ta tu hành, ta được an vui, ta giải thoát đó, thì ta lại trả thêm cái ơn thứ ba nữa, là ơn của Thầy Tổ. Ơn của Thầy Tổ. Cái thứ tư là của Phật. Thành ra Phật thấy chúng ta tu được có kết quả, cho nên Phật sanh hoan hỷ. Chứ Phật cũng không muốn chúng ta đem cúng bông trái làm gì, phải không? Thành ra Ngài cũng không cần ăn nữa. Cho nên tất cả những cái đồ cúng chẳng qua là cái lòng thành của chúng ta, mà ta nghĩ ta dâng tới cho Phật. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta, nó chỉ có tu hành là trả ơn được hết. Tu mà đắc đạo đó thì trả ơn được hết. Mà tu đắc đạo đó thì tất cả những người thân chúng ta, cửu quyền thất tổ chúng ta đều siêu tăng hết. Nên trên bước đường tu đó, mà khi nào quý vị thấy, nghĩ tới ông bà, nghĩ tới tổ tiên, nghĩ tới cha mẹ, nghĩ tới bạn bè, mà ta thấy đau nhói trong lòng, ta biết những người này đang đau khổ. Nhưng mà khi nghĩ tới họ, chúng ta thấy ta được an lạc. Ta thấy an lạc đó, thì ta biết những người thân chúng ta đã siêu thoát rồi. Đó là cái ý nghĩ mà chúng ta tu để trả ơn. Cho nên Thầy mong ở trong đạo tràng chúng ta đây đó, trong cái tháng 7 này, tất cả quý vị nên dành thì giờ để tụng niệm, để lễ bái, để nghĩ tới Phật, và cố gắng ăn chay được một tháng thì tốt, còn không thì ăn được 10 ngày, hay là ít nhất cũng ráng ăn chay được ngày rằm tháng 7, phải không? Ăn chay được cái ngày rằm tháng 7, để cái dành cái ngày đó ta đi chùa, ta lễ Phật, ta tụng kinh, để mà ông bà tổ tiên chúng ta có thể nghe được mà siêu thoát. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật. Thầy nhắc trở lại đó là chúng ta được nghỉ một tháng, rồi tới mùa Trung thu chúng ta tụng.